nhiều vấn đề nóng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố Huế. Thời gian qua, cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, các hoạt động kiểm định, đo lường sản phẩm cũng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Cần sớm tháo gỡ vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân có nhu cầu làm nhà chính đáng. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ tư, ngày 22 tháng 12. Xin chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và bây giờ hãy cùng khởi đầu một ngày mới. Thưa quý vị, vào chiều qua, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình tôn vinh nghệ sĩ và trao tặng thưởng các tác phẩm công trình văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2021. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Năm 2021, Liên hiệp hội đã tổ chức 4 trại sáng tác có thâm nhập thực tế và 1 trại sáng tác online. Phát động của vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 thu nhận nhiều tác phẩm, tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia. Với những giải thưởng uy tín này, thể hiện sức sáng tạo và tài năng của văn nghệ sĩ cố đô có bề dày truyền thống văn học nghệ thuật. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chúc mừng các tác giả đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia, các tác phẩm đạt giải cao năm 2021, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các văn nghệ sĩ vào sự phát triển của tỉnh nhà. Mong muốn các văn nghệ sĩ đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, tiếp tục sáng tạo để có những tác phẩm giá trị hơn, thành tích cao hơn, đóng góp nhiều hơn trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tôn vinh 3 tác giả đạt các giải thưởng cao quốc tế, 9 tác giả đạt giải thưởng trong nước ở các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trao tặng giải thưởng cho 15 tác phẩm công trình văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2021. Bước sang ngày làm việc thứ hai, ngày 21 tháng 12, dưới sự điều hành trực tiếp của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế Phan Thanh Định, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã diễn ra sôi nổi, trực diện vào những vấn đề nóng đang được cử tri thành phố Huế quan tâm. Đây cũng là lần đầu tiên nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội đồng nhân dân thành phố Huế được truyền hình trực tiếp, đánh dấu bước đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của hội đồng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri thành phố Huế. Phóng viên Phương Thảo thông tin chi tiết tại hiện trường. Thưa quý vị, trước khi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã hoàn thành phiên thảo luận nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm làm sáng rõ hơn các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Chuyển sang phần chất vấn và trả lời chất vấn, các vấn đề cấp bách về phát triển đô thị, lao động, việc làm, an sinh xã hội mà cử tri thành phố đang rất quan tâm sẽ được các đại biểu đặt câu hỏi trực tiếp đến chính quyền thành phố Huế. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Võ Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Lộc nêu vấn đề. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca F0 được phát hiện ngày càng tăng. Về giải pháp an toàn phòng chống dịch hiện nay như thế nào, đặc biệt là giải pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi quay trở lại trường học. Trả lời vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Huế Trần Quốc Hùng và Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Huế Nguyễn Thuần nhận mạnh. Chính phủ ban hành nghị quyết 128 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tỉnh và thành phố đã đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine, thực hiện công tác 5K, tuần cao điểm tầm soát. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là việc chấp hành ý thức phòng chống dịch của nhà trường, các thầy cô giáo và chính các em học sinh. Phòng cũng đã có văn bản để phối hợp với địa phương của 36 phường xã để cùng phối hợp chỉ đạo cho các trường là chuẩn bị các điều kiện chú đáo để mà đón các em trở lại trường. Riêng đối với trường học thì cái việc đầu tiên là phòng yêu cầu nhà trường là phải tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh. Trong đó đặc biệt là tuyên truyền vận động tiêm phòng cho cán bộ giáo viên và học sinh. Rồi đặc biệt là thực hiện cái 5K, hai cái nội dung mà để mà đảm bảo phòng dịch cho thật tốt. Trước lo ngại về phố đêm Hoàng Thành Huế sắp được khai trương sẽ có định hướng phát triển như thế nào, liệu có trở thành phố nhậu hay không? Trưởng phòng kinh tế thành phố Đồng Sĩ Toàn thông tin. Chúng tôi xin nêu hai vấn đề và cơ sở thực hiện. Một, trong kế hoạch triển khai của phố đi bộ Hoàng Thành này thì đã đưa vào vấn đề là không tổ chức bán bia rượu tại khu vực đường Lê Huân là trong thời gian hoạt động. Thứ hai thì chúng tôi đã họp dân hai phiên họp do đối thân đồng chí phó chủ tịch ban thành phố họp và triển khai vấn đề này, tất cả người dân đã đồng thuận về nội dung này và không có ý kiến gì. Thứ ba thì ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa đã tổ chức
lấy giấy cam kết để giúp vận động và hướng dẫn người dân trong thời gian hoạt động là không tổ chức cái phố đêm này và thành một cái khu vực mà quán bia rượu trong thời gian tổ chức hoạt động của khu vực này. Phiên chất vấn còn ghi nhận rất nhiều vấn đề cử tri quan tâm trong thời điểm này như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn thành phố, thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn như dự án chỉnh trang cồn Giả Viên, việc bảo tồn khai thác phố cổ Ba Vinh, hay ý kiến chất vấn một số bất cập trong các dự án phát triển du lịch ở rừng Rủ Chá, xã Hương Phong, hệ thống thoát nước nội thành. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được Hội đồng Nhân dân thành phố lựa chọn chất vấn là thiết thực, phù hợp với thực tiễn thành phố, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Có thể thấy trong lần đầu tiên phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tường thuật trực tiếp trên sóng TRT, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã thể hiện được trách nhiệm trước cử tri, trước những vấn đề lớn mà thành phố đang phải đối mặt. Phần trả lời của chính quyền thành phố Huế cũng đã cơ bản đáp ứng được kỳ vọng của người dân, đồng thời cung cấp thêm các thông tin về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Như vậy là sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp cuối cùng của năm 2021 và tiến hành phiên bế mạc. Trước khi bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật thay mặt chính quyền ghi nhận những ý kiến các đại biểu và làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Đình ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, của các cấp các ngành, tiếp tục duy trì tạo sự ổn định của thành phố, quốc phòng an ninh được giữ vững, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường. Các giải pháp cụ thể nêu ra được các cơ quan ban ngành địa phương ở thành phố Huế tiếp thu thận trọng và ghi nhận. Tận dụng được cơ hội, khai thác được tiềm năng đặc biệt dồi dào để đưa Huế phát triển đột phá, xứng tầm là trọng trách của hệ thống chính trị tỉnh và thành phố. Đây cũng đồng thời vừa là yêu cầu vừa là trách nhiệm chung tay của mỗi công dân thành phố. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc phòng chống dịch COVID và phát huy các giá trị đạo đức văn hóa của cách Huế. Hội đồng Nhân dân thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ nhân dân thành phố đoàn kết, đồng lòng phát huy truyền thống tự hào, đẩy mạnh lao động sản xuất kinh doanh, công tác học tập, chúng ta chung sức cộng đồng trách nhiệm chia sẻ khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, đưa thành phố Huế phát triển xứng tầm với tiềm năng và kỳ vọng của tất cả chúng ta. Trước những thời cơ vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm xây dựng Huế xứng đáng là thành phố di sản văn hóa du lịch đặc sắc, trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công nghệ của khu vực và cả nước, xứng tầm là đô thị hạt nhân, động lực phát triển, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Vào sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2021. Nội dung diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền tổ chức theo hình thức vận hành cơ chế cấp huyện, xã, không tổ chức phân thực binh để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình huống giả định đặt ra, cơn bão số 10 là cơn bão mạnh cấp 12 và cấp 13, cấp 14, di chuyển nhanh, khó dự báo, dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế. Mức độ thiệt hại do bão gây ra sẽ rất lớn. Ngay sau khi nhận được công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống cơn bão số 10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác ứng phó cơn bão số 10, chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ theo phương án của từng đơn vị, xác định các vùng trọng điểm ảnh hưởng của bão lụt, vùng có nguy cơ bị lũ quét gây sạt lở, khu vực ngập sâu, vùng ảnh hưởng khi bão đổ bộ, vùng sạt lở bờ biển, triển khai phương án sơ tán dân, giúp người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn chuồng, nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cắt tỉa cành cây, huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, quá trình diễn tập đã được cả lực lượng tham gia phát huy tốt công tác chuẩn bị, nắm vững nguyên tắc lý luận, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ cho cả lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vận dụng phù hợp sát với điều kiện thực tế của địa phương cũng như các tình huống đặt ra. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo, tổ đạo diễn, ban tổ chức từ cấp huyện đến xã đã bám sát chương trình diễn tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm đạt kết quả cao nhất trong quá trình diễn tập, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 3339 QĐUBND tặng giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ tư năm 2021 cho 14 công trình cụm công trình. Giải thưởng Cố đô là giải thưởng nhà nước cấp tỉnh nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả, đồng tác giả có công trình cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ,
có tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội ở địa phương, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của miền Trung và cả nước, là ngành then chốt tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, gắn với đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong những năm đến. Theo hội đồng thẩm định, những đề tài, công trình, cụm công trình đã phục vụ sự nghiệp y học Việt Nam về chăm sóc, bảo vệ cứu người trong thời gian qua và góp phần sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ không chỉ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất cả các công trình sẽ được nhận cấp bằng chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm theo mức tiền thưởng 50 triệu đồng một công trình được tặng giải thưởng. Dự kiến lễ trao tặng giải thưởng này diễn ra vào dịp cuối tháng 12 năm 2021 và được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây gừng đen, một loại dược liệu đặc hữu của Thừa Thiên Huế do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Trường Đại học Khoa học Đại học Huế chủ trì thực hiện. Gừng đen phân bổ dưới tán rừng tự nhiên, số lượng ít và tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi. Cây dược liệu này bị người dân khai thác đến mức cạn kiệt để làm thuốc và khai thác theo kiểu nhổ cả cây và thu phần củ, nên làm cho loại cây này không có khả năng tái sinh trong tự nhiên và có nguy cơ tuyệt chủng. Nhằm thực hiện đề tài, đã nghiên cứu để xây dựng quy trình nhân giống cây gừng đen bằng kỹ thuật nuôi kế mô và nhân giống bằng hom thân củ. Hiệu quả mà đề tài mang lại là bổ sung cơ cấu cây trồng, góp phần hoàn thiện hệ thống biện pháp kỹ thuật nhân giống loài gừng đen có giá trị kinh tế, cung cấp nguồn giống cây gừng đen, nâng cao hiệu quả kinh tế của vườn rừng và kinh tế hộ gia đình, bảo tồn loài và đa dạng sinh học. Cùng với đó, việc nghiên cứu đề tài còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động trồng rừng trong thoa các hoạt động đào tạo. Hướng tới sự công bằng trong kinh doanh, minh bạch về sản phẩm, vừa đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, vừa để bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Đây là nhiệm vụ quan trọng và là một trong những chức năng chính của Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian qua, cùng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, các hoạt động kiểm định, đo lường sản phẩm cũng đã có những chuyển biến tích cực, có phần hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Cân đối chứng hiện nay được phổ biến ở hầu hết các chợ dân sinh trên địa bàn. Người dân sau khi mua hàng có thể đem đến cân này để kiểm tra lại xem số lượng có đúng hay không. Nếu không đúng, có thể phản ánh với ban quản lý chợ để có biện pháp chấn chỉnh với những tiểu thương cố ý bán gian lận. Những chiếc cân đối chứng này cũng sẽ được các kiểm định viên của Trung tâm Đo lường Thử nghiệm và Thông tin Khoa học kiểm định hàng năm nhằm đảm bảo độ chính xác. Bên cạnh đó, các cân của tiểu thương cũng sẽ được kiểm tra định kỳ. Đối với các cân đồng hồ đạt tiêu chuẩn, tiểu thương sẽ được cấp giấy chứng nhận, dán tem, kẹp chì. Đối với các cân không đạt, đơn vị sẽ báo ban quản lý chợ và đề nghị người dân thay cân mới. Năm nào thì Trung tâm Đo lường của tỉnh cũng về phối hợp với chợ để đi kiểm tra và định lượng lại cả cân của chúng hay không. Đồng thời những cái cân mà nếu mà sai mà hỏng của hàng sử dụng thì ban quản lý chợ sẽ yêu cầu tiểu thương là sửa thay. Bởi vì cái xu hướng bây giờ mọi khách hàng đều họ chỉ cần hàng chất lượng và cân đúng là hài lòng họ, cho nên ban quản lý chợ thì thường xuyên hàng tuần cũng cho anh em là đi kiểm tra cân. Bên cạnh các trung tâm thương mại, chợ dân sinh thì cân điện tử tại các cửa hàng vàng bạc cũng là một trong những vấn đề quan trọng được Trung tâm Đo lường Thử nghiệm và Thông tin Khoa học chú ý. Sử dụng cân vàng theo đúng tiêu chuẩn vừa đảm bảo tính pháp lý trong kinh doanh cũng như tránh các sai sót không đáng có, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Cần phải được người sử dụng từ kiểm tra định kỳ ít nhất một tuần một lần. Chúng bên cái ngành vàng bạc của chúng tôi thì hàng năm thì coi như về cái chất lượng và cái trọng lượng thì hàng năm thì coi như Sở Khoa học Công nghệ với là bên chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng là để định kỳ là chúng tôi là chấp hành là coi như là cái nhất là cái cân thì đem đi kiểm định cho đúng theo cái tiêu chuẩn là coi như là của là nhận được rất các ngành đề ra và cũng là để bảo vệ cái chất lượng và trọng lượng cho cái người tiêu dùng để người tin tưởng là coi như là cân của mình là được kiểm định và theo đúng với cái tiêu chuẩn mà nhận được cả ban hành. Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 22 về chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Đây là một chính sách quan trọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tăng khả năng cạnh tranh, tạo sự chuyển biến về năng suất, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, Thừa Thiên Huế hiện chưa có tổ chức nào có năng lực hoạt động chứng nhận các hệ thống quản lý và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn. Do đó, quá trình sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn
khi phụ thuộc vào quá nhiều đơn vị ngoại tỉnh. Đây là một điều rất cần được khắc phục trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì ngoài cái việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thì trung tâm cũng sẽ tiếp tục có những cái giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm định đo lường trên địa bàn tỉnh. Và đồng thời thì trung tâm cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động đo lường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng thương mại và bảo vệ người tiêu dùng. Với nhiều chương trình đang được triển khai, hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh đang đóng góp một phần thiết thực vào việc hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thưa quý vị, quá trình mở rộng đô thị Huế đã và đang đặt ra nhiều vấn đề bức thiết cần sớm được giải quyết. Một trong số đó là vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư. Mặc dù hiện nay nhu cầu là rất lớn, nhưng những vướng mắc về thủ tục, quy hoạch đất đai đã khiến rất nhiều người dân khu vực mới sáp nhập không thể xây dựng nhà cửa. Ghi nhận của phóng viên Huyện Ngày Mới tại xã Hương Thọ, thành phố Huế. Gia đình ông Lê Việt Châu và Lê Việt Hồng ở thôn Thạch Hàng là một ví dụ. Từ những năm 1975, họ đã dựng nhà cửa ở ngay trên mảnh đất đào lập. Thế rồi bão năm 1983 và lũ lụt năm 1985 đã hai lần đánh sập nhà. Tiếp tục dựng nhà bằng xi măng, vôi vừa, nhưng đến trận đại hồng thủy năm 1999 thì ngôi nhà cũng bị sập đổ. Cơ ngơi mất trắng nên họ đã vào Nam sinh sống lập nghiệp. Đến nay, khi tuổi đã cao, họ trở về quê hương dựng lại ngôi nhà trên nền móng cũ thì bị cấm vì đất này là đất trồng cây lâu năm. Lụt 99 nó coi như là sập nhà, nên tôi phải đi làm ăn xa. Bây giờ nguyện vọng là trở về quê, làm lại ngôi nhà để mà ở với quê hương. Hôm trước nguyện vọng của gia đình thì cũng mong muốn là chính quyền cho cấp giấy sổ đỏ để cho chứng nhận nhà ở cho được con trai. Trong khi đó, xung quanh là nhà cửa chen chúc giữa các vườn cây ăn trái. Con cái đã lớn muốn tách hộ dựng nhà cửa để xây dựng cuộc sống riêng tư, cũng không thể làm thủ tục tách thửa. Do đó, việc xây chung, xây lén vẫn âm thầm diễn ra, gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền sở tại. Để có một ngôi nhà chính thức trên đất của mình, thì người dân buộc là chính quyền phải chuyển đổi cái đất thành thổ cư, khi đó mới là xây nhà dựng cửa được. Do đó đây là một cái mà làm cho người dân rất là khổ đủ. Vì có những gia đình rất là đông con, chứ tách ra 2-3 hộ, thậm chí 3-4 hộ mà không xây nhà dựng cửa được. Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết, với vai trò quản lý nhà nước cấp cơ sở thì địa phương chỉ đề nghị lên danh sách kiến nghị giải quyết cho các trường hợp đã tái định cư, đi khai hoang kinh tế mới, giãn dân để thành phố có ý kiến và giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho bà con. Thì trước hết thì ủy ban xã Hương Thọ thì sẽ lập từ danh sách các hộ mà bị ảnh hưởng do trước đây liên quan tới mà tái định cư của nông trấn mà chưa được cấp thẻ đỏ mà vướng trong cái lộ giới ấy, thì sẽ có cái kiến nghị đề xuất lên ủy ban thành phố để xin chủ trương. Nhà ở là một trong những nhu cầu chính đáng của người dân, cần có một phương án cụ thể để tạo điều kiện thông thoáng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân địa phương. Tiếp tục với những thông tin khác. Thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, vào sáng qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm và điều động bổ nhiệm cho 18 đồng chí sĩ quan năm 2021. Trong đợt này có 7 đồng chí được thăng quân hàm, trong đó đại tá có 1 đồng chí, thượng tá 4 đồng chí, trung tá 2 đồng chí và điều động 10 đồng chí giữ các chức vụ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền, biệt phái sĩ quan Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Huế, trưởng các ban thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế. Đây là những đồng chí cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc các chức trách, nhiệm vụ được giao. Thay mặt Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biểu dương trong những năm qua trên cương vị chức trách được giao, các đồng chí đã có nhiều cố gắng, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định những đóng góp của các đồng chí đã thực sự góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Các đồng chí sĩ quan được thăng quân hàm, điều động bổ nhiệm lần này đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng thời các đồng chí xin hứa và biểu thị sự quyết tâm cao nhất
quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Thừa Thiên Huế. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội tặng gia đình đồng chí thiếu tá Trần Trường Sinh, trưởng lễ dân quân, ban tham mưu, ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông ở tại thôn Ư Răng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu cấp 4, diện tích sử dụng hơn 100 m², tổng số tiền xây dựng gần 350 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng. Trong thời gian xây dựng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông huy động cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân địa phương giúp đỡ trên 60 ngày công. Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng gia đình và đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông cùng địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện an tâm công tác, nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Nam Đông và các đơn vị đã tặng gia đình đồng chí thiếu tá Trần Trường Sinh một số vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt. Ngày 21 tháng 12, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một xe ô tô vận chuyển gia súc không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn Thạch Căn, xã Phú Dương, thành phố Huế, lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 75C05128 do ông Võ Văn Trực, sinh năm 1991, trú tại phường Hương Long, thành phố Huế, điều khiển. Trên xe chở 28 con heo đi từ tỉnh Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật khi đi ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, vùng núi A Lưới trời rét, các nơi khác đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 92%. Thời tiết biển có mưa nhỏ và rơi ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m.